312 hôm nay, mỗi dịp đến thăm nhà bảo tàng là thêm một lần học bài học truyền thống đoàn kết, anh dũng, chiến thắng. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, sư đoàn là nơi tôi luyện bao cán bộ, chiến sĩ trở thành những anh hùng, dũng sĩ, thành những tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ noi theo. Thực tiễn chiến đấu còn là nơi thử thách rèn luyện bao cán bộ chỉ huy mẫu mực, những tướng lĩnh tài năng, những nhà văn hóa xuất sắc, trong đó có Đại tướng Lê Trọng Tấn, người tư lệnh đại đoàn đầu tiên suốt đời trận mạc, từng trải qua trăm trận thắng trên khắp các chiến trường. Đại tướng Lê Trọng Tấn sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước ở làng Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Từ quê hương ra đi làm cách mạng, ngay cả khi ông đã là đại tướng, tổng tham mưu trưởng quân đội, thì bà con làng xóm vẫn thấy gần gũi thân thương đối với một con người suốt đời trận mạc nhưng phong thái giản dị, luôn có cuộc sống thanh bạch giữa đời thường. Bài vị thờ đại tướng ở làng cũng như thờ một thành hoàng có công dẹp giặc và kiến quốc, hai lần được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh. Trước cách mạng tháng 8, ông tham gia phong trào Việt Minh ở quê nhà. Chiến tích đầu tiên là chỉ huy đội tự vệ cứu quốc đánh chiếm đồn Đồng Quan. Trong cuốn hồi ký từ Đồng Quan đến Điện Biên, ông nhớ lại khi đội du kích chỉ có một khẩu súng ngắn với mấy viên đạn, nhưng đã mưu trí giả làm những người ăn mày vào đồn xin nước uống, rồi bất thần chế áp bọn địch chiếm gọn đồn chỉ trong mấy phút. Từ trận thắng đầu tiên, đội du kích Quảng Uyên trở thành nòng cốt hỗ trợ nhân dân địa phương đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Đông. Sơn La, núi non hùng vĩ, bức tường thành miền Tây Bắc, địa bàn chiến lược trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Thời kháng chiến, vùng đất hiểm yếu này từng là nơi diễn ra những cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch. Sau cách mạng tháng 8, trong khi cả nước giành được độc lập, thì ở Sơn La vẫn là vùng tranh chấp phức tạp khi tàn quân Pháp từ Vân Nam trở về chiếm lại Lai Châu. Giữa lúc tình thế khó khăn, đồng chí Lê Trọng Tấn, từ một cán bộ chỉ huy tự vệ, được cử lên phụ trách trung đoàn Sơn La để tổ chức đánh địch, củng cố chính quyền cách mạng ở địa phương. Hơn nửa thế kỷ rồi, nhưng các già làng của vùng quê Mộc Hạ vẫn nhớ đến những ngày đầu của cuộc kháng chiến gian khổ, đã cùng các chiến sĩ trung đoàn Sơn La đánh giặc để bảo vệ vùng căn cứ. Thiếu tướng Trần Duy Hạnh, nguyên thư ký của đồng chí Lê Trọng Tấn, nhớ lại. Tôi may mắn được giúp việc đồng chí Lê Trọng Tấn là người chỉ huy của trung đoàn 148 ở Sơn La từ thời kỳ đầu thành lập, chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ cấp trên giao cho, không sợ khó khăn gian khổ. Đồng chí đã đi xuống từng tiểu đoàn, khảo sát địa bàn, nắm tình hình và chỉ thị cho từng đơn vị về nhiệm vụ, đặc biệt là phải chọn địa hình có lợi, bố trí đánh chặn và tiêu hao địch. Đồng chí Tấn đã suy nghĩ nhiều về xây dựng cơ sở chính trị trong nhân dân, làm chỗ dựa cho bộ đội chiến đấu. Từ đầu quý 2 1947, việc xây dựng các đội võ trang tuyên truyền và đội xung phong hoạt động rất có hiệu quả. Sau đó ra đời tiểu đội võ trang tuyên truyền của tỉnh ủy Sơn La. Có thể nói việc xây dựng các đội xung phong, đội võ trang tuyên truyền hoạt động rất có hiệu quả là một thành công đáng ghi nhận của chúng ta. Trong đó đồng chí Lê Trọng Tấn đã đóng góp khá nhiều công sức. Với đại tướng Lê Trọng Tấn, Sơn La là trường học thực tiễn đầu tiên tôi luyện cho ông. Từ một người chỉ huy đội du kích, dần bộc lộ phẩm chất là một nhà quân sự tài năng. Trong thư gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp tháng 9 năm 1949, ông sớm có những nhận định về âm mưu địch,
và đề xuất kế hoạch đối phó của ta trên chiến trường Trung Du Bắc Bộ. Trung đoàn do ông chỉ huy luôn chủ động vượt qua những thử thách khó khăn, mưu trí dũng cảm tiêu diệt địch trong công sự vững chắc ở Đại Mục, Đại Phát, Đồn Gióm, Phố Ràng, Nghĩa Lộ, phá tan phòng tuyến sông Thao. Chiến công ấy phản ánh tầm nhìn và sự mưu lược về quân sự của người chỉ huy. Những trận đánh công kiên hiệp đồng giữa pháo binh và bộ binh của quân đội ta ở Đông Khê, Tu Vũ, Hòa Bình, những trận tập kích bí mật bất ngờ tiêu diệt địch ở Ba Vì, Xuân Trạch đã sớm thể hiện tài năng của người cầm quân trong sử dụng lực lượng. Là người chỉ huy luôn nắm chắc tình hình địch và giàu kinh nghiệm thực tiễn trên khắp các chiến trường, ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí Lê Trọng Tấn đã nhiều lần được cử sang Lào chiến đấu giúp bạn mở rộng vùng căn cứ. Bước sang thời kỳ chống Mỹ, đồng chí đã chỉ huy nhiều chiến dịch lớn đánh địch ở Luông Nậm Thà, cánh đồng Chum, Siêm Khoảng, Nam Lào, góp phần làm thay đổi cục diện chiến tranh qua các thời kỳ khó khăn ác liệt. Điện Biên Phủ hôm nay, hoa ban Tây Bắc vẫn còn gợi nhớ những kỷ niệm ngày kháng chiến gian khổ. Dốc núi Pha Đin, đèo Lũng Lô, bến nước sông Đà còn in dấu những đoàn dân công, bộ đội ngược rừng vào trận quyết chiến chiến lược của cuộc kháng chiến lần thứ nhất. Điện Biên Phủ từng là nơi đọ trí, đọ sức của quân đội ta trước một tập đoàn phòng ngự của địch dày đặc những công sự vững chắc. Để đánh chắc thắng, ngay từ trận mở màn, Bộ Chỉ huy Chiến dịch trao trọng trách cho Đại đoàn 312 do đồng chí Lê Trọng Tấn làm tư lệnh tiêu diệt cứ điểm Him Lam, một tiền đồn then chốt án ngữ phía đông Điện Biên Phủ. Bộ Tư lệnh Đại đoàn đã đánh giá đúng điểm mạnh và những chỗ yếu của địch, đề ra phương án hiệp đồng binh chủng chặt chẽ, dùng hỏa lực cường tập cùng các mũi chiến đấu của bộ binh dũng mạnh tấn công, học sâu chia cắt các mục tiêu để diệt gọn từng ổ đề kháng. Trận Him Lam thắng lợi, cổ vũ khí thế chiến đấu trên toàn mặt trận, kịp thời bổ sung kinh nghiệm cho nhiệm vụ tiêu diệt tập đoàn cứ điểm phòng ngự liên hoàn của địch. Trong cuốn Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại, sau chiến thắng Him Lam, đồng chí Lê Trọng Tấn đề nghị nên có một cử chỉ nhân đạo cho phép quân địch ở Mường Thanh được ra lấy xác chết và thương binh. Bộ Tư lệnh Chiến dịch đánh giá đó là ý kiến hay, vừa thể hiện tính nhân đạo của quân đội cách mạng, vừa là đòn tấn công tâm lý đối với quân địch đang bị vây hãm ở Điện Biên Phủ. Sau chiến thắng mở màn chiến dịch, cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 312 đã phất cao lá cờ quyết chiến quyết thắng trên nhiều cứ điểm và cuối cùng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát. Đồng chí Lê Trọng Tấn là người được vinh dự báo tin chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Khi một nửa đầu đất nước đã có hòa bình, đồng chí Lê Trọng Tấn được giao nhiệm vụ làm hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận và năng lực chỉ huy để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy. Đó là nhiệm vụ cấp bách mang tầm chiến lược về phát triển lực lượng vũ trang, phục vụ kịp thời cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thấm nhuần đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, với cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng, đồng chí Lê Trọng Tấn còn luôn quan tâm đến nhiệm vụ huấn luyện xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân trong thế trận chiến tranh nhân dân sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Năm 1964, Mỹ mở rộng chiến tranh trên quy mô lớn. Cuộc chiến đấu của quân dân cả nước bước sang giai đoạn đầy cam go thử thách. Trước yêu cầu mới của cách mạng, đồng chí Lê Trọng Tấn lại được giao trọng trách vào mặt trận làm Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam để tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang và trực tiếp chỉ huy đánh Mỹ trên chiến trường. Là người nhiều năm cùng công tác với đồng chí Lê Trọng Tấn, Thiếu tướng Trần Văn Phát, nguyên chủ nhiệm chính trị Quân Giải phóng miền Nam, nhớ lại. Qua các thời kỳ kháng chiến thì đồng chí Lê Trọng Tấn nổi lên
là một vị chỉ huy lăn lộn khắp các chiến trường, dày dặn kinh nghiệm, giỏi cả về xây dựng và tác chiến. Và đồng chí đã chỉ huy nhiều trận đánh lớn rất ác liệt, có ý nghĩa quyết định làm thay đổi cục diện của chiến trường. Cuối năm 1964, tôi được vào nhận nhiệm vụ ở B2 cùng chuyến với đồng chí Lê Trọng Tấn và nhiều cán bộ của các đơn vị chủ lực khác nhau dưới sự dẫn đầu của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, với nhiệm vụ là vào khẩn trương xây dựng bộ đội chủ lực ở miền Nam để chuyển từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh võ trang theo nghị quyết của Trung ương lần thứ 15 để đối phó với âm mưu của Mỹ. Mà việc quan trọng trước tiên là xây dựng lực lượng ba thứ quân, cả dân quân tự vệ, bộ đội địa phương, nhưng mà nhất là bộ đội chủ lực. Và lúc đó đồng chí Lê Trọng Tấn lại được phân công cùng với cơ quan xây dựng sư đoàn 9 là sư đoàn chủ lực đầu tiên của Nam Bộ, và sư đoàn 9 cũng là nòng cốt để sau này phát triển thành quân đoàn 4 và nhiều đơn vị chủ lực khác. Là phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam, đồng chí Lê Trọng Tấn vừa tham gia chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, vừa trực tiếp chỉ huy các chiến dịch đánh Mỹ. Những trận thắng lớn ở Đồng Xoài, Tây Ninh và cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 đã phản ánh trình độ tác chiến được nâng cao. Quảng Trị, dấu tích cuộc chiến đấu ác liệt ở nơi đối đầu giữa ta và địch, vẫn còn nhiều vết thương nhức nhối trong đất đai. Trận địa đánh Mỹ bên này hay bên kia sông Bến Hải đều làm bạc tóc bao cán bộ chỉ huy nơi trận mạc. Suốt những năm tháng chiến tranh, chiến trường nào khó khăn ác liệt, ở đó có đồng chí Lê Trọng Tấn trực tiếp chỉ huy tác chiến. Đầu năm 1971, Mỹ Ngụy đổ bộ 45.000 quân sang đường 9 Nam Lào, hòng cắt ngang tuyến đường vận tải Bắc Nam của ta. Là tư lệnh mặt trận giàu kinh nghiệm tác chiến trên địa hình rừng núi, đồng chí Lê Trọng Tấn đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, chỉ đạo các hướng tiến công, tổ chức đánh phủ đầu thắng lợi khi chúng vừa đổ quân đã chia cắt hoàn toàn thế trận của địch. Phá tan tuyến phòng ngự nhiều tầng, nhiều lớp, mở rộng vùng giải phóng bờ Nam sông Bến Hải là nhiệm vụ mang tầm chiến lược trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với trọng trách là tư lệnh mặt trận Quảng Trị trong cuộc tổng tiến công, đồng chí Lê Trọng Tấn đã mưu lược đan cài thế trận, triệt để sử dụng sức mạnh của lực lượng tổng hợp, tổ chức bắn phá mãnh liệt vào các cứ điểm, dùng bộ binh và xe tăng đồng loạt tấn công, chọc thủng tuyến phòng thủ của địch dài hàng trăm km. Với tầm nhìn của một nhà chỉ huy quân sự, khi thấy thời cơ truy kích địch vào Huế không còn, ông đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị dừng lại bờ bắc sông Mỹ Chánh. Đó là sự nhạy cảm của người cầm quân, luôn đánh giá đúng địch ta, biết tiến, biết dừng, để vừa đánh thắng, vừa giữ gìn lực lượng. Là người chỉ huy của nhiều chiến dịch, tư lệnh Lê Trọng Tấn luôn thấu hiểu cái giá của mỗi chiến thắng và những mất mát hy sinh của người chiến sĩ. Với ông, không bao giờ được nói thương vong không đáng kể. Người vợ mất chồng, người con mất cha là tổn thất lớn lắm. Ông luôn nhắc nhở cán bộ cấp dưới tổ chức đánh địch thắng lợi, nhưng phải biết trân trọng từng giọt máu của người chiến sĩ. Cuối tháng 3 năm 1975, sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, xuất hiện kế hoạch thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa năm 1975. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Quảng Đà do đồng chí Lê Trọng Tấn làm tư lệnh, đồng chí Chu Huy Mân làm chính ủy. Đại tướng Chu Huy Mân nhớ lại, ngày đó mặt trận rộng lớn, thời gian chuẩn bị gấp rút, tư lệnh và chính ủy mỗi người ở một đầu mặt trận chỉ liên lạc với nhau qua điện đài. Đồng chí Lê Trọng Tấn
đã đề ra phương án tác chiến khẩn trương, táo bạo, bất ngờ, phối hợp chặt chẽ giữa các cánh quân để tiến công địch từ nhiều hướng. Là người cầm quân giỏi về sử dụng hỏa lực tầm xa, ông đã chỉ đạo cánh quân phía Bắc nhanh chóng đưa đội hình pháo binh vào chiếm lĩnh trận địa ở chân đèo Mũi Châu, khống chế các căn cứ quan trọng của địch ở Đà Nẵng. Bộ Tư lệnh Mặt trận Quảng Đà đã vận dụng quy luật chiến tranh, lấy thời gian làm lực lượng, dùng pháo tầm xa chế áp các sân bay, bến cảng, làm cho địch tan rã nhanh chóng. Sau 3 ngày chiến đấu, đã làm chủ hoàn toàn Đà Nẵng. Đà Nẵng vừa im tiếng súng, đồng chí Lê Trọng Tấn lại được cử làm Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, phụ trách cánh quân phía Đông thần tốc tiến dọc duyên hải miền Trung. Thực hiện phương châm đánh địch trong hành tiến đặt ra cho người chỉ huy, giải quyết những khó khăn về phương tiện cơ động, vận chuyển đạn dược, tiếp tế hậu cần. Với lối đánh khôn khéo, bao vây, khống chế chỗ mạnh, tiêu diệt chỗ yếu, cánh quân phía Đông đã tìm mọi cách đưa pháo vào Nhơn Trạch, áp sát Sài Gòn. Trong bức điện trưa ngày 29 tháng 4 năm 1975, gửi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, đồng chí Lê Trọng Tấn xin nổ súng trước giờ rê. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại, điện của anh Tấn đến vào lúc nửa đêm. Sau khi xin ý kiến đồng chí Lê Duẩn, Bộ Tổng Tư lệnh đã điện gấp cho đồng chí Lê Trọng Tấn được phép nổ súng trước giờ rê 12 tiếng đồng hồ. Việc sớm đưa pháo 130mm vào Nhân Trạch ở thành Tuy Hạ thể hiện tầm nhìn mưu lược của đồng chí Lê Trọng Tấn, đã biết tận dụng thời cơ chiếm lĩnh vị trí hiểm yếu. Các mục tiêu trọng yếu của địch ở Sài Gòn đã nằm trong tầm đạn pháo của ta, làm cho địch càng thêm hoang mang, hoảng loạn. Cánh quân phía Đông nhanh chóng chọc thủng các tuyến phòng ngự của địch, tiến thẳng vào dinh Độc Lập, kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc anh hùng. Trong cuốn Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, đồng chí Võ Nguyên Giáp kể lại, chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong không khí đại thắng, ông đã nhớ đến một khuôn mặt trìu mến thân quen, đó là Trung tướng Lê Trọng Tấn, người từng trải qua nhiều trận mạc, chỉ huy bắt tướng giặc ở Điện Biên Phủ, nay lại chỉ huy cánh quân đầu tiên tiến vào dinh Tổng thống Ngụy Quyền. Đại tướng đã viết ngay một bức điện: anh Tấn ơi, làm ăn tốt quá, truyền lời mừng chiến thắng của mình cho các tướng trong đó. Đại tướng Lê Trọng Tấn không chỉ giỏi về chỉ huy chiến đấu, mà còn là người có kinh nghiệm tổ chức xây dựng lực lượng, đào tạo các thế hệ cán bộ cho quân đội. Là giám đốc đầu tiên của Học viện Quân sự cao cấp, nay là Học viện Quốc phòng, ông đã có nhiều công lao xây dựng học viện trở thành nơi nghiên cứu, tổng kết lý luận quân sự và đào tạo đội ngũ cán bộ cao cấp có tầm chiến dịch, chiến lược cho lực lượng vũ trang nhân dân. Suốt cả cuộc đời tham gia chiến đấu trên các chiến trường, đồng chí đã kịp thời tổng kết, đúc rút những bài học lớn về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược, chiến dịch, làm phong phú thêm kho tàng lý luận quân sự Việt Nam. Những kinh nghiệm chỉ huy trong chiến đấu và những tư tưởng quân sự của ông là những bài học quý báu trong nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp để xây dựng quân đội ta tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trưởng thành từ một cán bộ đội tự vệ cứu quốc đến Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lê Trọng Tấn mãi mãi là hình ảnh cao đẹp về một người chỉ huy chí dũng song toàn và giàu lòng nhân ái. Tài năng quân sự của ông có vị trí xứng đáng trong lịch sử quân sự Việt Nam.